Ok, chào các bạn nha. Ok, nô, chào bạn, mình tên Đông vào nô. Hôm nay là mình sẽ có một cái chương trình trở về với cả tuổi thơ. Đấy là sẽ ngồi nghiên cứu. Cái này phải nói là nghiên cứu đấy nhỉ? Hả? Nghiên cứu làm mấy cái diều. Bây giờ không phải nghiên cứu cái này về. Anh em mình học trên mạng nha các bạn. Học trên mạng. Không, ngày xưa ở nhà này là nhỏ nó cũng làm rồi các bạn ạ. Ở nhà này nhỏ hay làm diều lắm. Mùa hè ấy. Mùa hè ngồi ở ngoài bờ ao. Xong là làm cái diều. Chiều 4-5 giờ là mang đi thả. Hôm nay là sẽ cho các cháu được chứng kiến một cái vật thể lạ là bay trên bầu trời. Không biết có bay không? Hả? Không biết có bay không? Ồ thì bây giờ bạn phải làm một cái này. Anh Ngợi làm một cái này. Tôi làm một cái này. Đấy. Nói chung là nếu mà không bay thì... Nhưng mà giờ tôi tính như thế này, giờ vó cái này nhỏ nhỏ thôi. Con nhỏ thôi chứ mà nếu bay được. Bay thì ta buộc cái dây chỉ vào dưới cái phay cam này. Ta cho phay cam bay chứ kéo lên trên. Có phải lấy cam bằng phay cam không? Có chứ. À thế à? Nhỏ thì phay cam kéo lên được. Ngày thì nói như bạn đi mình thả diều thôi. Bây giờ là mình sẽ làm cái diều to nhất. Đây là bằng giấy này. Thấy không? Đây mà. Tre này hơi ngắn thế nào? Dạ, không ngắn. Hả? Không ngắn. Dạ, làm chắc chắn lên. Gió to đấy. Làm nhanh đi có gió này. Ừ, làm nhanh có gió. Đây là cái diều này là mình ngày xưa năm học lớp 6 lớp 7 là mình đã làm nhiều lần rồi. Đấy. Ờ bạn thế ạ. Ngày xưa làm ở nhà không chia đều hai khúc này. Xong rồi nhìn thẳng đẹp rồi, như để nó có cân không nhá. Không, một cái đầu nặng hơn là nó trũng này này. Đấy. À thế là như thế là cân rồi gì? Khi nào phải cân cơ? Ờ đúng, chuyên gia làm diều thật đấy nhỉ. Ồ. Tôi còn lấy cái tàu lá dừa này. Nó có cái cặng nhỏ này, làm diều cốc nhỏ. Ừ. Diều nhiều kiểu diều. Diều cánh cốc, diều bướm, rồi là diều bầu, rồi diều chim. Hôm nay là cũng đi ở mua ở trên phố ít giấy, mà giấy bóng này. Ngồi, các kiểu luôn. Ăn ở trước đây. Ừ. Đấy, mua cả kéo. À, cái này mua từ mấy hôm trước rồi chứ. Chuẩn bị từ mấy hôm trước rồi. Nặng cái giấy nặng anh ạ. Giấy nặng quá, không có gió. Lên đi, nhưng không có gió. Giấy nặng quá. Giấy nặng quá. Không có gió. Ôi. Không được. Hơi cái giấy nặng quá anh ạ. Ok nha các bạn, thì sau một hồi làm diều thì bạn Tiến cũng làm xong rồi. Đây là bạn Tiến đứng ở đằng này. Rồi, chào các bạn nhá. Giời ơi, đang hô này, anh Ngợi đứng đầu này là chuẩn bị làm diều để thí nghiệm thôi nhá. Được rồi đấy, rồi đây. Được chưa? Một. Ôi ơi, lên rồi. Ôi lên rồi. Ê, ơi, chạy qua kìa, lên rồi. Lên rồi. Lên rất cao nha các bạn. Gặp chứng ngại vật rồi. Xuống rồi. Hơi bé các bạn. Khả năng. Thôi, bút cà.
bị gặp chướng ngại dị vật các bạn ạ. Không có gió với cả để cho cái đuôi nó ấy một tí nữa. Cho đuôi nặng thêm một tí nữa. Cho đuôi nặng thêm một tí nữa. Như kiểu diều hơi bé đúng không? Hả? Ra sân bóng, đi ra sân bóng. Hả? Ra sân bóng. À đây được mà. Ở đây vướng cổ điện. Vai vai từ đây ra đi. Mình sẽ bổ sung thêm tí đuôi nữa để cho lên, bởi vì là đuôi này hơi nhẹ sao? Đuôi hơi nhẹ sao? Mấy em nhỏ rất là thích. Như tôi thấy dây này hơi to. Đúng, dây to quá. Dây nhỏ hơn tí này hay. Hãy cắt vậy dây đuôi đi. Ừ, đang muốn cho thêm đuôi vào chứ. Lên đấy, có gió lên đấy. Lên đấy. Vô xe vào, lên vào là, lên vào là. Dạ, bé ca, lên vào là. Vậy là, vậy là. Bắt đầu là thả lại đợt hai cái xem tình hình thế nào. Chạy đến mệt luôn. Thì chạy cho nó giảm mỡ bụng là được đấy. Matti Faru. Corre, corre, vai corre. Ué! Calma, calma, calma. Được chưa? Một. Lên lại, lên lại. Hả? Dễ. Đuôi nữa, đuôi nữa, đuôi, đuôi, đuôi nhẹ. Đuôi nhẹ để vào đấy là sửa lại. Ui. Gió em không lên được. Diều để làm dưới đất nó cũng bay. Dây nặng đúng không? Dây to. Từ từ, không phải, không phải dây nặng đâu. Để em xem. Nhử nhử đây đó, nó phải lên đây này. Diều bé mà dây nặng quá. Lên đấy. Lên. Anh gọi nhử lên đây. Chính thủa mình ngày xưa mới là người chơi diều. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây. Dây nhẹ quá. Hả? Không phải là dây nặng đâu anh ạ. Dây, đây là ở đây là gió to quá. Vậy búc cao cô rồi ít rồi. Gió to quá đấy. Phi thật cô là. Anh ơi à, ở đây gió to quá, không phải gì nặng quá đâu. Nhưng gió nó to nó vật xuống ấy. Nó cứ chạy lộc sộc này, nó không đứng được. Điều là phải giữ nó mới lên được. Căn tả mai về. Bà ơi. Bà ơi, cây bà lo trong ngoài câu mười mây. Đây gì? À, vâng. Ba thương. Ba thương. Thế hổ can ta. Mắt đi vào được. Ba thương con. Ba thương con. Vì. Vì. Về kỳ. Ồ, về kỳ. Đã hát bài ba thương con đâu. À, chưa hát bài ba thương con à? Chưa. Mới hát một bà, bài ba với bà thôi à? Bà với bà mấy cả gì đấy? À, con gò bé bé. Ừ. Mắt đi vào được. Mati Badu. Con gò. Bé bé. Can ta. Bé kì. Can ta. Con gò. Đi. Đi. Biết. Cần nhử đấy chứ không cần phải đâm. Đây, quấn cuốn cái đầu ấy, quấn cái đầu này vào. Cuốn cái đầu này. Cái đầu này. Ừ. Chế gì đấy, buộc gạch vào. Con cò bé bé, lo đậu cành
che. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi tiến hỏi, khi về tiến chào, diều tiến có nên không nào? Ai lên ngay. Ồ, lên ơi. Lên cao thành công rực rỡ rồi các bạn ơi. Ơi. Thôi thôi, trời ơi, cao không? Ôi, ê, máy quay này. Ê, 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 em nhỏ này. Hả? Rất là cao nha các bạn. Thành công rồi. Kéo dẫm vào dây. Pega. Đi ra mau, để mày u đi ra mau. Yeah, ta bông. Phu đi ra.